Chào mừng quý cô bác đã trở lại kênh Món Chay Của Mẹ Quê. Hôm nay em nấu bún măng chay nha. Công thức bún măng chay này rất đơn giản và nguyên liệu này thì cô bác mua ở đâu cũng có. Trời mưa lành lạnh mà có tô bún măng chay nóng nóng ăn thì ngon còn gì bằng. Chỉ cần có nấm với măng và bún thôi, còn các nguyên liệu đi kèm quý cô bác có chi thì dùng nấy. Nếu quý cô bác thấy thích món bún măng chay mà em làm thì xin mời vào bếp cùng làm với em nha. Nguyên liệu cần chuẩn bị thì em đã ghi trên màn hình rồi đó cho quý cô bác tiện theo dõi. Gồm có nấm rơm, một ít chả chay, chả hoa này em làm từ đậu hũ. Và ở mấy video trước em cũng có chia sẻ cách làm rồi đó, quý cô bác có thể xem tham khảo. Măng thì em đã luộc chín rồi. Bún thì chọn cọng to hay cọng nhỏ tùy theo sở thích của quý cô bác. Một ít rau ăn kèm và gia vị. Rau ăn kèm thì em dùng ghém nè, gồm có bắp cải, bắp chuối và giá. Một ít rau tí tô, xà lách và rau ngò rí. Gia vị thì có đường, hạt nêm chay, nước mắm chay và dầu ăn. Bây giờ quý cô bác cùng làm với em nha. Chả chay thì em chiên cho nó vàng lại. Thứ nhất là chiên cho nó vàng, giòn cái lớp da bên ngoài, ăn sẽ ngon hơn. Thứ hai là chiên xong, miếng chả sẽ thơm hơn nữa. Chiên cho nó vàng giòn như thế này là vớt ra được rồi ạ. Bây giờ thì em vớt ra nha. Tiếp theo em dùng cái phần dầu này, em sẽ đi chiên vàng nấm rơm luôn. Ngoài nấm rơm thì quý cô bác cũng có thể dùng nấm bào ngư. Nấm chiên xong, khi mà nấu nó sẽ có mùi thơm và dai nữa. Và nấm vàng như vậy cũng được rồi ạ. Bây giờ em vớt ra nha. Em đã nấu sẵn một nồi nước dùng từ bắp ngọt và mướp. Bây giờ em chỉ dùng cái phần nước này, còn bắp và mướp thì em vớt ra. Quý cô bác có thể lọc qua cái rây để cho phần nước nó trong, hoặc là để y thinh như vậy cũng được. Cho măng vào, thêm một muỗng canh đường, một muỗng cà phê hạt nêm chay và gốc ngò rí, 1/3 muỗng muối. Nấu sôi lên thì cho nấm đã chiên vào. Do măng em đã nấu chín rồi cho nên không cần nấu lâu. Cho nấm vào, nấu khoảng 3 phút, nêm nếm lại một lần nữa cho vừa ăn. Quý cô bác có thể nêm thêm muối hoặc là nước mắm chay, tùy sở thích. Bún măng chay như thế đã hoàn thành, bây giờ thì múc ra tô thôi. Thêm vài miếng chả chay ở bên trên. Phần rau ăn kèm thì quý cô bác có thể trụng hoặc là ăn sống tùy sở thích. Nước bún măng vừa ngọt lại có mùi thơm. Quý cô bác ăn cùng với một ít nước tương, thêm một ít tương ớt và một ít sa tế. Rau ghém quý cô bác có thể trụng cho nó chín hoặc là để như vậy cũng được. Ăn nóng nóng ngon cực kỳ và nấm chiên như thế này nấu ăn rất ngon. Quý cô bác hãy thử nha. Và video cũng đã hết rồi. Rất cảm ơn quý cô bác nãy giờ đã bỏ thời gian xem video nha. Và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý cô bác ở video sau. Chúc quý cô bác thật là nhiều niềm vui và sức khỏe. Và luôn có nhiều bữa chay thật là ngon miệng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô chú nha.